Thanh Thanh kính chào quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Hiểm họa bất ngờ của bóng bay trong lễ khai giảng năm học mới. Mới đây trong lễ khai giảng tại trường tiểu học xã Yên Phú, huyện Yên Định, Thanh Hóa đã xảy ra vụ nổ bóng bay khiến nhiều học sinh bị bỏng. Theo tìm hiểu của phóng viên phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Định cho biết đang chỉ đạo trường tiểu học xã Yên Phú và các phòng ban chuyên môn chăm sóc các học sinh sau sự cố. Cụ thể sáng ngày mùng 5 tháng 9, Trường tiểu học Yên Phú, huyện Yên Định tổ chức khai giảng năm học mới 2023 đến 2024. Để trang trí cho buổi lễ, các thầy cô trong trường đã chuẩn bị một số chùm bóng bay nhiều màu sắc. Sau buổi lễ, các thầy cô cầm chùm bóng bay khoảng 20 quả, chuẩn bị cắt dây thả lên trời. Lúc này, một số học sinh và phụ huynh chạy vào để giành bóng trong đó có phụ huynh đang hút thuốc thì bất ngờ nhiều tiếng nổ vang lên. Sân trường trở nên nhốn nháo, học sinh la hét sợ hãi. Vụ nổ khiến bảy học sinh bị thương đa số bị bỏng ở cánh tay và vùng mặt. Các giáo viên đã phối hợp phụ huynh đưa học sinh đến cơ sở y tế để sơ cứu, băng bó vết thương. Hiện lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Định đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể sự việc. Xem toàn màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ của Sài Gòn Live TV. Bây giờ Thanh Thanh xin chào và hẹn gặp lại.